đặt câu hỏi với do you. Do you là gì? Do you là mình đặt câu hỏi đó. Tại vì thấy do là biết thì hiện tại đơn, thấy does là biết thì hiện tại đơn. Mà có trợ động từ do thì phải có động từ, nó mới trợ giúp được. Động từ nè: live, work, have, study, go. Mình đặt câu hỏi. Live alone, sống một mình. Bạn có sống một mình không? Do you live alone? Làm việc trong một văn phòng. Bạn có làm việc trong một văn phòng không? Do you work in an office? Có một con mèo. Bạn có một con mèo không? Do you have a cat? Học sau giờ làm. Bạn có đi học sau giờ làm việc không? Do you study after work? Go to work or school at the weekend? Đi làm hoặc là đi học vào cuối tuần. Do you go to work or school at the weekend? Bạn có đi làm hoặc là đi học bằng xe buýt không? Do you go to work or school by bus? Bạn có làm việc trong một công ty lớn không? Do you work for a big company? Bạn có một gia đình lớn không? Do you have a big family? Từ những cái câu hỏi này, các bạn cho cô biết đi cái cách mình đặt câu với do you thì mình sẽ đặt như thế nào. Đây, do you nó đứng đầu câu đúng không? Thì mình sẽ có do you đứng đầu câu. Hoặc là mình hiểu rõ hơn, nó là trợ động từ đứng đầu câu, sau đó tới chủ ngữ, tới động từ chính, sau đó tới những phần còn lại. Và các bạn chú ý, nếu trong câu mà đã có do rồi thì bắt buộc phải tìm ra xem cái câu nó động từ ở đâu. Phải có động từ chính thì mới có do, đúng không? Yes, động từ chính đây. Yes. Khi mà đặt câu hỏi yes no, do you nó đứng đầu câu thì nó là câu hỏi yes no. Trong văn nói của mình, cái âm thanh ở cuối câu lúc nào nó cũng sẽ lên giọng một cách tự nhiên thôi. Sống mình phải không? Do you live alone? Làm việc trong văn phòng không? Do you work in an office? Thì mình hay có cái khuynh hướng mình lên giọng như vậy. Tại mình đang hỏi mà. Và nói một chút về phần phát âm á, thì cái phần do you không bao giờ được nhấn. Nên các bạn nghe họ nói giống như do you vậy đó, thì mình sẽ nghe rất là nhanh. Do you, do you, do you. Yes. Và cái âm thanh mình nghe rõ nhất đó chính là động từ. Và những cái từ nó mang ý nghĩa chính: to live alone, to work in an office, to have a cat, to study after work. Và các bạn sẽ có thể hình dung rõ hơn khi các bạn học theo lộ trình A1, là lộ trình dành cho người mất gốc mới bắt đầu. Cô sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng thiền tại đơn để đặt câu hỏi, và khi đó các bạn sẽ thấy được cách sử dụng do you. Các bạn sẽ được hỏi và trả lời để khai thác tất cả những thông tin cá nhân và khai thác tất cả những cái cảm xúc về bản thân của mình. Thế mất gốc tiếng Anh học từ đầu thì các anh chị và các bạn hãy bắt đầu với lộ trình A1.